bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao cái thanh long nhà bác lại to như thế này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây. Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Nhà Nông Thông Thái trên VTC 16. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một khu vườn vô cùng đặc biệt. Và điều gì thú vị ở khu vườn này thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi khám phá ngay bây giờ nhé. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng NPK Phú Mỹ, Cali Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào. Em chào chị. Chị đang làm gì thế này? À, chị đang tỉa cây, dọn bớt mấy cái lá vàng về già đi á. Đây là toàn bộ khu vườn của mình đúng không ạ? Ừ, đây chỉ là một góc thôi. Một góc cây rau gia vị và cây giống nhỏ. Tại thì chị sẽ để trực tiếp rất là nhiều cây giống ở nhà. Còn những cây như cây nội thất thì cũng có, và hoa công trình cũng có. Em thấy là ở khu vườn mình có rất là nhiều những cái giống rau gia vị. Tại sao chị lại lựa chọn trồng những cái loại cây rau gia vị mà không phải là những cái loại cây cảnh khác? Những cây gia vị mà có mùi hương tỏa ra ấy. Thực ra thì với bản thân chị thì chị thấy là chúng nó có thêm một cái hương trị liệu nữa. Vì như chị thì khi mà chị chăm sóc các bạn ấy thì chị cũng vô tình là được ngửi những cái mùi hương đó như là một cái món ăn, đồ ăn cho cái khu vườn tâm hồn của chị. Và chị nghĩ là hiện nay ấy, khi mà cuộc sống rất là bộn bề thì mọi người cũng sẽ có nhu cầu về trị liệu những cái liên quan đến mùi hương. Ngoài ra thì rau như mọi người trồng thì cũng nhiều rồi, nhưng mà mùi hương là cái mà nó tỏa hương qua oxy không khí rất là nhiều, thì cũng có thể hỗ trợ mọi người vừa là được ăn này, vừa được ngửi này, lại còn rất là đẹp nữa. Liệu pháp mùi hương là phương thức chữa bệnh bằng cách sử dụng tinh dầu và chiết xuất cây cỏ tự nhiên. Đây được xem như phương pháp trị liệu toàn diện vì cùng lúc tác động đến cả hai khía cạnh là thể chất và tinh thần, giúp tăng cường sức khỏe cơ thể, đồng thời đem lại sự phục hồi cho tâm trí. Là một liệu pháp điều trị tự nhiên, liệu pháp mùi hương hoạt động dựa trên cơ chế kích hoạt khả năng tự chữa lành sẵn có trong cơ thể. Vì vậy, liệu pháp này luôn được khuyến khích kết hợp cùng với việc thay đổi lối sống, hướng đến những suy nghĩ tích cực nhằm mang lại hiệu quả phục hồi lâu dài. Đây cũng là xu hướng chữa lành được nhiều người lựa chọn hiện nay. Vốn là một phiên dịch viên tiếng Nhật, cũng như bao người, chị Hà cũng phải đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Lúc này tìm đến cây cối là cách để chị giải tỏa những căng thẳng của mình. Năm 2020, chị Hà quyết định nghỉ công việc phiên dịch và trở về với công việc làm vườn. Mọi sự khởi đầu nan với chị Hà cũng không phải ngoại lệ. Khi mọi thứ đều rất mông lung mơ hồ thì chính cây cối lại cho chị những bài học quý giá. Cái đợt mà chị mới nghỉ việc làm cây thì việc mà chị làm nhiều nhất là cây. Hồi đấy chị vẫn hay xuất hiện những cái phán xét hay là những cái trách móc ở trong đầu á. Nó chạy ở trong đầu ấy, xong rồi dễ bị xì chết. Đấy, thế là lúc đấy thì chị rất hay lôi cây ra lau. Thậm chí là nó sạch rồi nhưng mình vẫn hay lau lá ấy. Thì tự nhiên là chị thấy nó những cái mà mình nghĩ trong đầu, mình nghĩ là nó rất là nghiêm trọng ấy, thì tự nhiên nó biến đi đâu mất. Làm 30 phút, chắc phải mấy tháng chị làm cái việc đấy ấy. Đó, cái việc mà lo lá ngoài cái việc mà giúp cho cây nó sạch ấy, cảm giác mình như được thiền khi mình lo lá ấy. Mãi về sau thì mình biết như thế, đó là mình được thiền. Vì lúc đó là mọi suy nghĩ dừng lại. Dần dần chị Hà hiểu được điều mình muốn và mình cần. Để rồi sau 4 năm gắn bó với việc làm vườn, giờ đây chị đã có thể thưởng trà, ngắm vườn trong một không gian rất chill của riêng mình. Em thấy ngồi ở chỗ này rất là chill nha. Cảm giác như là mình đang ngồi ở một quán trà hoặc một quán cà phê nào đấy, chứ không phải là không gian gia đình nữa. Có lẽ đây là cái điều mà chị mong muốn đúng không? Và giữ chân chị để làm với công việc làm vườn này. Đúng là giai đoạn mà chị mới đến với cây ấy, thì chị đến với cây và cái đợt đấy thì chị cũng luôn luôn dành cho mình những khoảng thời gian một mình ấy. Làm việc, trồng cây, lau lá, rồi chị nghe nhạc
nhạc thiền khá là nhiều, nghe Phật giáo và pháp thoại. Đó thì đến là cái giai đoạn mới đầu chị đến với cây. Thì cũng có lẽ là vì thế mà đến khi mà em ngồi đây em cảm nhận ý, thì khu vườn cũng mang một cái điều gì đó mà chị nuôi dưỡng cùng với vườn và mình 5 năm qua. Hiện nay thì là xu thế chung đối với những cái khu thành thị thì ai cũng mong muốn là có một cái khu vườn nhỏ của chị tôi. Thì chị nghĩ sao về cái việc biến mình, tức là tự mình rời bỏ những cái ồn ào ở phố thị để trở về là một nông dân trong chính ngôi nhà của mình? Chị mang cây về cho chính mình trước và nuôi dưỡng mình cùng với cây cối hàng ngày này. Nó gần như là hơi thở rồi ấy. Rất là nhiều bạn rất là thèm thuồng cuộc sống mà đi bỏ phố về quê. Nhưng mà chị nghĩ là thực tại thì không phải ai cũng đạt được cái đấy. Đó. Thế là thay vì cái việc mà mọi người mong cầu một cái mà chưa có, chưa thể đạt được ấy, thì mình phải chấp nhận cái thực tại và biết được cái thực tại của mình đang là mình đang sống ở thành phố, cuộc sống gia đình là đang như thế này. Và mình chấp nhận nó đã. Và thay vì mình nhìn những cái người bỏ phố về quê, mình tiếc nuối và mình thèm thuồng và ngưỡng mộ, mình nhìn cái cuộc sống của mình đang ở phố thị mà đầy bê tông mình chán nản ấy, thì mình sẽ mang một cái góc nhỏ xanh về chính ngôi nhà của mình, ban công nhỏ này, hoặc là góc làm việc ở văn phòng, có thể là nhỏ thôi ấy, nhưng mà mình cứ trọn vẹn. Một cái cây cũng là một khu vườn rồi. Đó, thì chị nghĩ là cái việc mình trọn vẹn về cái đơn giản và nhỏ nhất ấy, mà nó đang là cách hiện tại của mình, thì đấy cũng là một cái điều hạnh phúc và mình cảm giác an hơn là mình mong cầu. Chỉ vỏn vẹn 15 m², khu vườn là sự tổng thể của rất nhiều loại cây phù hợp với từng không gian khác nhau, như cây để bàn, cây văn phòng, ban công hay cây công trình. Với diện tích nhỏ như thế này, chẳng ai nghĩ chị Hà có thể bận rộn cả ngày với khu vườn. Nhưng thực tế thì mọi công việc trong vườn đều một tay chị đảm nhận, từ làm đất, trồng cây và chăm sóc chúng. Với chị, cây không chỉ là vật trang trí mà còn là sự sống, là hơi thở. Cây khỏe, người cũng khỏe, có cây mới có con người. Đó, nên khi mà mọi người mang cây về nhà ấy, thì vô hình một cách tự nhiên đi, là mọi người nhìn thấy cái cây màu xanh lá cây ấy, thì là chỉ điệu cho mắt trước. Hoặc là mùi hương như cái cây gia vị ấy, thì là trị liệu cho cái vị giác của mình, mũi của mình á. Đấy, hoặc là việc mình sờ chạm này thì chị nghĩ là xúc giác. Chị thì không giỏi về những cái chuyên môn như thế, nhưng mà đấy là cái mà chị trải nghiệm được. Mỉm cười, yêu, hạnh phúc, thong dong hay biết ơn, dù cây to hay nhỏ, dù là cây gia vị hay cây cảnh, đều mang những thông điệp của riêng mình. Những chậu cây mang thông điệp này đều được trồng trong các chậu gỗ. Người tạo ra những chậu gỗ này chính là người bạn đời của chị Hà. Và loại gỗ được sử dụng là gỗ pallet. Chị có rất nhiều vật liệu trồng cây, nhưng mà chị lại đặc biệt thích cái gỗ pallet, mà là cái dạng gỗ pallet đã dùng rồi. Và mình sử dụng cái, nếu mà những cái sản phẩm này đã được sử dụng rồi, mình bỏ đi thì sẽ là rác ra môi trường. Thì cái việc mà mình tái sử dụng sang một cái hình thái sản phẩm khác thì cũng là một cách là để mình giảm rác, bỏ ra môi trường. Và cũng giống như cái chị nghĩ là chuyển rác thành hoa và chuyển khổ đau thành hạnh phúc mà chị cũng nuôi dưỡng cùng với cái khu vườn của chị từ lúc chị bị liệt. Thì chị thấy đó cũng là phương châm và nó là con người mình ý, là không sao. Đấy, vứt đi thì sẽ là một cái khúc gỗ bỏ đi ngoài đường. Đó, nhưng mà mình lắp lại thành cái chậu cây này, cái kệ, cái bàn ghế hay bất cứ một cái sản phẩm gì mình có thể, ý là mình tự làm, thì nó lại thành vàng, thành tiền nữa. Ánh nắng mặt trời không chỉ giúp con người cải thiện tâm trạng mà còn kích thích sự tổng hợp của hormone hạnh phúc, endorphin, tạo cảm giác dễ chịu. Đó cũng là lý do chị Hà tự nhận mình là nắng. Bởi với chị, làm cây không chỉ là mang màu xanh của thiên nhiên đến gần hơn với mỗi người, mà còn mang cả sự ấm áp, sự yêu thương. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao trái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây. Đây là đồng lúa, là hoa trái, đất mặt trời.
cho mùa bội thu.